trai là chủ tịch của một tập đoàn đá quý nổi tiếng Hồng Kông. Vì lớn tuổi cộng thêm sức khỏe ốm yếu nên đã viết di chúc để lại tất cả tài sản cho con gái đang du học ở Pháp. Y là trai cả nhưng suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không chịu làm ăn nên chú hai không cho anh ta bất kỳ tài sản nào. Biết chuyện thằng cháu nghịch tử, chú ba tức tốc tới nhà anh trai để dạy cho nó bài học. Tuy lớn tuổi nhưng chú ba phải nói là khí chất đầy mình, một mình ông đánh bại đám đàn em của Y. Y đúng là không biết trời cao đất dày là gì, anh ta rút dao bấm ra, đâm chú ba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm trong giang hồ, chú ba đã vật ngã được Y. Chú hai không chịu nổi cái thằng mất dạy này nữa nên nói em trai đuổi nó ra khỏi nhà. Anh Tinh vừa khóc vừa kể về chuyện tình lâm ly bi đát của mình. Một người đẹp trai, tư cách sáng ngời ngợi như tôi mà bị vợ theo trai. Giờ tôi cao hơn vài chục phân vì đầu mới mọc hai chiếc sừng. May cho anh Tinh là chưa đến mùa Noel, không là cặp sừng của anh còn lung linh hơn nữa. Anh tới đây muốn nhờ Simon tán vợ mình để lấy cớ chia tay. Là một người hiểu đạo lý, chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, anh Tinh dẫn Simon tới một sòng bài. Thám tử bắt đầu dùng vẻ nam thần của mình câu kéo người phụ nữ chia bài. Simon dùng mọi cách để chiếm lấy sự chú ý của cô ta. Trong lúc đó, anh Tinh lấy vật gì đó giống như ống nhựa, nối một hồi thì ra là một cái ống hút siêu to khổng lồ. Công dụng của cái ống này là hút tiền của dòng bài. Phải nói là anh Tinh thật biết cách lừa người, lừa anh thám tử, lừa luôn cả khán giả xem phim. Simon không biết chuyện vẫn dùng ánh mắt đưa tình với chị kia. Làm việc xấu ác sẽ bị trời phạt, lần này quả báo tới với anh Tinh hơi sớm. Anh hút hết đống tàn thuốc vào miệng, giờ người không khác gì bát nhang di động. Lúc này anh Tinh bị phát hiện đang thó tiền của dòng bài, An tức giận tới muốn cắt ngón tay của anh Tinh. Ngón này dùng để lăn tay, ngón này đâm sau lưng người ta, ngón này dùng để hỏi thăm bà già anh, ngón này để đeo nhẫn cưới, ngón này để móc cất mũi. Nghe thấy hợp lý nên An sai đàn em đái lên đầu anh Tinh. An thấy vậy cũng đòi bắt chước, kết quả là té dập mồm. Sau một hồi rượt đuổi như phim hành động, cuối cùng anh Tinh cũng bị bắt lại. An lúc này nở nụ cười nên không đánh anh Tinh, nhưng có một điều kiện là anh phải đi ăn cắp di chúc về cho hắn. Hại Simon chưa đủ, anh Tinh lại dù dỗ Simon lập kế hoạch ăn cắp di chúc. Phía bên kia bãi rác, cô Hà là một người chăm chỉ, hàng ngày ngoài việc đổ rác cô còn lượm vỏ lon để kiếm thêm thu nhập. Bạn trai của cô là Billy, anh ta mặc áo vest, nói chuyện tiền tỷ nhưng mà ăn mì tôm và đạp xe đạp đi làm để bảo vệ môi trường. Hai người ngồi bít thành cầu để tâm sự, anh ta hỏi cô tháng này kiếm được bao nhiêu. Cô thành thật đưa ví tiền cho anh ta xem, trong lúc cô cầu nguyện thì anh nhẹ nhàng đi ra phía sau cô. Anh nở một nụ cười rồi thẳng chân đạp cô xuống sông. Đấy các chị em phải cẩn thận, cái loại con trai mà bề ngoài bóng bẩy là không tin được đâu. Hà không biết bơi nên ngất đi, Mai mừng rỡ vì Hà rất giống em gái anh ta. Đúng là nhà giàu, đâu đâu cũng trang hoàng lộng lẫy. Anh Tinh thó được ít đồ tính chuẩn đi. Vừa mở cửa sổ thì Simon ngu ngốc đu dây vào. Hậu quả là anh ta cắm đầu vào bồn cầu không thoát ra được. Anh giả bộ hoảng sợ hét lên có trộm. Tuy diễn xuất tốt nhưng điều đó khó có thể qua mắt một người dày dặn kinh nghiệm như chú ba. Tưởng chừng như sắp được bế lên đồn, lúc này anh Tinh mới xuất chiêu phong thần trưởng của mình. Anh nói mình quen với Phi Phi, Chi Phi giả lại không biết anh Tinh quen mình thật không nên ấp úng. Đúng là hay không bằng hên, chó ngáp phải ruồi. Phi Phi giả tưởng anh Tinh là Hạnh Vạn Tinh nên nói có quen biết. Được đà, anh nói, tôi 10 tuổi đã yêu thầm cô, suy tư vì cô, đến nỗi phải giả làm ăn trộm mới vào đây gặp được cô. Tôi là ăn trộm thì cô chính là tên ăn cướp, cô đã cướp đi trái tim của tôi. Phi Phi kéo anh Tinh vào trong phòng, kêu anh đưa Vạn Hạnh Tinh ra. Bàn tay cô để ngay trước con chim non của anh, làm anh cứ tưởng cô muốn làm chuyện ấy. Đúng là thật giả thật lẫn lộn, hai người không hề quen biết giờ phải giả là quen biết nhau. Tại buổi dạ tiệc, tên giám đốc tài chính có ý định tán Phi Phi nên tới mời cô nhảy. Không ngờ tên người yêu khốn nạn Billy làm phục vụ ở đấy, thấy Phi Phi giống Hà nên hắn sinh nghi. Hai người bắt đầu nhảy với nhau, thấy anh Tinh tới cô bèn chạy tới chỗ anh. Thấy tình địch, tên giám đốc tới bắt đầu khoe khoang về khả năng của mình. Billy dụ Hà ra chỗ vắng, hắn đe dọa sẽ nói tất cả nếu không chia tiền cho hắn. Ngoài cướp tiền hắn còn muốn cô hôn hắn, nhân lúc hắn đang khoái chí cô bèn lấy bình xịt côn trùng xịt vào mỏ hắn. Hắn tức giận đánh cô, lúc này anh Tinh và Long vào. Hai người đánh Billy để lấy le với Phi Phi. Họ dùng chảo đánh quay lại không khác gì một trận đấu tennis. Thấy chảo mình nhỏ hơn anh Tinh bèn đổi chảo to hơn. Hắn cũng không kém cạnh lấy cái chảo to hơn nữa. Thấy Billy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh Tinh dùng hai cái song đập vào đầu Billy. Long chơi còn ác hơn, bê hẳn cái chum đập vào đầu Billy, khiến hắn nằm tại chỗ. Thấy đối tượng bất tỉnh, tưởng Billy đã chết, Long vội bay qua cửa sổ chạy trốn. Ngoài ép Hà phải đầu độc chú ba, nếu không thì anh Tinh sẽ chết và hắn sẽ nói sự thực cô là kẻ giả danh. Cô quay trở về dinh thự, bỏ thuốc độc vào ly trà. Nhưng lòng tốt của cô trỗi dậy, cô đã cản chú ba uống đi trà độc. Phía bên kia, vợ của Y mang thức ăn tới cho anh Tinh. Hai người trao đổi một loạt ngôn ngữ hình thể. Đại loại là cô ơi làm ơn cứu tôi ra khỏi đây. Ừ không được đâu, cứu anh tôi sẽ bị giết chết. Nhưng vô dĩ mình là người tốt, nên cô đã lén lấy chìa khóa mở cửa cho anh.
Vừa mở cửa ra, anh Tinh lại hét vào mặt cô, tên coi ngục tỉnh dậy báo anh em đuổi theo. Anh nhảy vào một bể nước rồi đóng nắp lại. Wai chạy qua thấy nước chảy ra nên đoán anh chui vào đó. Quả đúng như vậy, anh Tinh thỏ ống thở lên. Wai đốt thuốc lá nhét vào, anh Tinh đều thổi ra. Wai bắt con thạch sùng nhét vào. Không ngờ anh Tinh ngóc đầu lên, trao lại con thạch sùng vào mồm Wai. Hắn cảm nhận vị ngon ngọt từ thịt tươi sống. Nhân cơ hội, anh Tinh chạy ra rồi đi nhờ xe về thành phố. Đám cưới được cử hành tại thánh đường, mọi người đang vui vẻ thì Wai dẫn cảnh sát tới. Hắn ta vạch Trần Hà là kẻ giả mạo và đổ tội cho chú Long làm vậy để chiếm đoạt tài sản. Tất cả kim cương đá quý đều bị tên giám đốc tài chính Long lấy đưa cho Wai. Còn bốn người bị Wai bắt nhốt tại căn hầm sau núi. Chú Long vì muốn Wai tha chết cho mọi người nên đã chấp nhận quỳ xuống rồi liếm giày hắn. Anh Tinh và An thấy vậy liền can ngăn. Sau một hồi giằng co, chiếc giày của hắn giờ nhìn tơi tả. Wai cầm vali kim cương lên tàu cùng đàn em chạy trốn. Hắn còn nhẫn tâm thiêu sống mọi người để bịt đầu mối. Vợ của Wai một lần nữa cứu họ trước khi đi cô để lại mật khẩu khóa cho họ. Thành công chạy ra ngoài, anh Tinh hứa với chú của Wai sẽ lấy lại vali kim cương và trở thành một người tốt. Sau một hồi quần nhau khí thế, bộ đồ của anh Tinh bị lủng. Anh ôm theo tên Tiêu khiến hắn đập đầu vào tường, chết không kịp ngáp. Thấy không ổn, Wai ôm vali chạy trốn. Nhưng cũng không đi được bao xa thì bị biệt đội siêu anh hùng bắt lại được. Kết phim, Wai và đồng bọn bị bắt, công ty đá quý trở lại hoạt động bình thường. Anh Tinh và Hà trở về cuộc sống mưu sinh thường ngày, tuy không thể có một cuộc sống giàu có như họ mong ước, nhưng cuối cùng họ cũng có được hạnh phúc.